Thưa quý vị, lại thêm một sản phụ tự sinh đẻ tại nhà dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Thông tin từ bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, sản phụ 34 tuổi này đã bị vỡ tử cung và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo các bác sĩ, nếu không điều trị kịp thời thì thai nhi và cả thai phụ đều có nguy cơ tử vong. Đây không phải là trường hợp tự sinh nở tại nhà và bị biến chứng nguy kịch đầu tiên. Các bác sĩ một lần nữa khuyến cáo là các thai phụ tuyệt đối không tự sinh đẻ tại nhà mà không có sự trợ giúp của y khoa.